Vườn Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Và hôm nay thì vườn em giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai rất đẹp luôn cả nhà ơi. Cao trung bình tầm khoảng 50 cho tới là 60cm luôn, tán ngang khoảng 45-50. Và đặc biệt luôn, cây rất là tròn cái tàn ha. Khích trịch luôn, đã lắm. Rồi em mời cả nhà mình xem nè. Đây quý khách ơi, cây thì cái cốt của nó là cũng cỡ như ngón cái em ha. Rồi đây, nút nụ nè, quá trời nụ luôn mà nó kín tàn luôn cả nhà. Nó rất là tròn cái tàn luôn. Rồi bên đây cây này nữa nè. Rồi cây thì nút nụ bây giờ em làm rất là vừa để cho mình có thể sưu tầm. À cái bông kìa, cái bông kìa. Trời ơi, cái bông đẹp quá cả nhà ơi. Đây đây đây, quý khách ơi, nhìn đã hay chưa. Rồi, vườn Huỳnh thì đó, bây giờ em thấy cái lô rất là đẹp luôn. Rồi, cây như thế này là 280.000 một cây. 4 cây em Huỳnh bao phí nha. 10 cây thì em sẽ tặng cho cả nhà mình một cây. Cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Cái tàn của nó tầng ẩm mà không có chơi vào đâu được hết trơn luôn. Đó. Rồi, đây là dãy Hữu Đức nha cả nhà. Em qua bên đây giới thiệu với cả nhà lô Cúc Tân Châu nè. Lô Cúc Tân Châu này thì nó rất là cứng cáp luôn, củ đế cực kỳ đẹp nha. Hàng này con tàn hơi sát một chút cả nhà. Rồi cây này thì 260 một cây, 4 cây thì em Huỳnh bao phí và 10 cây em tặng một. Lô Tân Châu này á là mình ở nút nụ này cả nhà, quá trời luôn nha. Chiều cao trung bình tầm 50-60cm luôn cả nhà ơi, rất là đẹp luôn ha. Rồi cả nhà thích loại nào thì hãy alo cho vườn Mai Như Huỳnh nha. Trời ơi coi nè, cây nè, cái củ này chị cả nhà, chà bá lửa luôn nha. Trời ơi cái cốt nè cả nhà. Rồi rất là đẹp luôn khách ơi. Quý khách tới thì hãy liên hệ cho Huỳnh nha. Rồi bây giờ thì tất cả những cái lô mà Huỳnh quay á là mình có thể sưu tầm chơi Tết được cả nhà ơi. Trời ơi coi nút nụ nè, rất là giữ cái vàng nụ luôn cả nhà, quá trời cái vàng nụ luôn nha. Rồi cả nhà yêu thích thì hãy alo cho em ạ. Ôi cái cây đã chưa. Rồi vườn Mai Như Huỳnh mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.